1, tôi yêu áo dài Việt Nam. Chúc mừng 8 tháng 3 đến tận quý vị. Trong những trang phục đặc trưng gắn với đời sống sản xuất và sinh hoạt văn hóa của người Việt Nam qua nhiều thế hệ, hình ảnh chiếc áo dài đã trở nên quen thuộc và trở thành một trong các biểu tượng của Việt Nam trong lòng bạn bè thế giới. Việt Nam mình được cái tổ chức được cái lễ hội này. Cô cảm nhận rằng là cái ngày hôm nay cái lễ hội áo dài này ý nghĩa cho Việt Nam mình tôn vinh được áo dài Việt Nam. Nó còn tôn vinh được cái vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam mình. Em thấy mọi người mặc áo dài dạng như là nó là một nét đẹp truyền thống của Việt Nam. Mặc lên người áo dài rất đẹp, làm cho người phụ nữ trở nên dịu dàng hơn và xinh đẹp hơn. Nên là em rất tự hào khi mà mình được mặc những chiếc áo dài xung xinh như vậy đi chơi.